Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu với lao động làm việc theo hợp đồng. Bộ này đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu tháng và giờ thêm 6% so với hiện hành từ ngày 1 tháng 7 theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Nếu được thông qua, lương tối thiểu tháng vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu. Lương hiện hành các vùng đang dao động từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng. Lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động từ 16.600 đến 23.800 đồng. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng, vùng 2 lên 21.200 đồng, vùng 3 lên 18.600 đồng và vùng 4 lên 16.600 đồng. Mức tăng 6% được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá hài hòa giữa hai bên, doanh nghiệp và lao động, cơ bản đảm bảo mức sống tối thiểu năm 2025. Vụ kiểm dịch động thực vật Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa gửi cảnh báo tới Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước ta về việc 30 lô hàng sầu riêng nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng cadmi vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật đã đề nghị các đơn vị liên quan truy xuất các lô sầu riêng xuất khẩu bị Trung Quốc cảnh báo. Cục yêu cầu các đơn vị thẩm tra báo cáo về nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo và biện pháp khắc phục của doanh nghiệp, rà soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có lô hàng bị cảnh báo theo quy định của pháp luật. Kết quả gửi kèm theo hồ sơ liên quan về Cục Bảo vệ Thực vật để có cơ sở phản hồi về phía nước bạn trước ngày 3 tháng 4 tới, tránh việc nước nhập khẩu có các kết luận ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản Việt Nam. Doanh nghiệp cũng phải gửi báo cáo kết quả thực hiện truy xuất và các biện pháp khắc phục về Cục Bảo vệ Thực vật trước ngày 1 tháng 4. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ sầu riêng tươi lớn và nhiều tiềm năng đối với Việt Nam. Nguyên nhân khiến cho 21 học sinh trường tiểu học Ngãi Xuyên A, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh bị ngộ độc khí được Công an huyện Trà Cú cho biết là do các em đã hít phải khí phát ra từ bóng nổ hay còn gọi là bóng thối. Các em học sinh đã mua 11 quả bóng nổ của một cửa hàng tại địa phương đem vào lớp. Khi chơi nghịch, các em dùng tay tác động mạnh cho quả bóng phình to để chơi dẫn đến phát nổ. Sau đó, 21 em có biểu hiện nôn ói, nhức đầu và đã được nhà trường đưa đi cấp cứu. Thời điểm này, sức khỏe của các em đã ổn định và đã đi học trở lại. Kiểm tra cửa hàng mà các em mua bóng, cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản tạm giữ 9 quả bóng nổ nhãn hiệu Houston không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và không có phụ đề hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt để xử lý. Trận dông lốc kèm mưa đá đã thổi bay mái tôn của khoảng 40 nhà dân và hai điểm trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La chiều qua. Dông gió nổi lên quật gãy nhiều cây làm tốc mái tôn hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Lèo và trường mầm non Biên Cương Mường Lèo. Tấm khung thép mái nhà rơi xuống làm hư hỏng nóc hai chiếc ô tô trong sân trường. Gió mạnh cũng khiến cho nhiều cây gãy đổ ở sân trường, nhiều cửa bảng hiệu bị gió cuốn làm hỏng. Rất may mắn khi đó học sinh đang ở khu nhà bán trú nên không bị ảnh hưởng. Ngoài ra có khoảng 40 nhà dân bị tốc mái, nhiều chuồng trại bị hỏng tốc mái. Nhiều cây ăn quả và rau màu bị các loại gãy cành, rụng hoa quả. Tỉnh lộ 105 từ huyện vào xã có khoảng từ 4 đến 5 điểm có cây đổ làm ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và cử người hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông cũng sẽ có thể xảy ra trong ngày hôm nay tại khu vực phía Tây Bắc Bộ. Người dân cần chủ động về đề phòng thiệt hại. Và từ hôm nay, miền Bắc lại chuyển sang hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Độ ẩm không khí tăng cao, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Sáng sớm và đêm trời rét. Dự báo hình thái thời tiết trên còn kéo dài đến ngày 25 tháng 3. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 3, miền Bắc có mưa rải rác. Riêng vùng núi từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 3 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Sáng nay tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi sáng tạo trẻ 2023. Đây là cuộc thi do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp và các trường đại học khối kỹ thuật tổ chức, tạo môi trường hỗ trợ học tập nghiên cứu thông qua trải nghiệm sáng tạo của sinh viên tại các trường đại học. Với chủ đề sáng tạo vì cuộc sống Smart Up for Life, trải qua hành trình 8 tháng, cuộc thi sáng tạo trẻ 2023 thu hút được hơn 200 lượt sinh viên đến từ nhiều trường đại học kỹ thuật và kinh tế trên cả nước tham dự chương trình huấn luyện thiết lập với 10 đề tài được tài trợ để phát triển thành sản phẩm trong vòng triển khai.
Tại vòng chung kết, 5 đội thi góp mặt đều có những sản phẩm mang tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi kỹ thuật, tính khả thi kinh doanh và nguồn lực thực hiện đúng tiêu chí của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi năm nay là hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, các đội thi còn nhận được cơ hội hỗ trợ triển khai sản phẩm từ các quỹ đầu tư, các đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và các công ty đồng hành. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính quyền Moscow đã kêu gọi người dân thành phố tham gia hiến máu cứu các nạn nhân trong vụ xả súng ở trung tâm thương mại Krokus vào tối ngày 22 tháng 3. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Chủ tịch Duma thành phố Moscow Alexei Sapotnikov kêu gọi người dân hiến máu cứu những người bị thương trong vụ xả súng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động này đối với 115 nạn nhân đã nhập viện. Các trung tâm tiếp nhận hiến máu ở Moscow sẽ bắt đầu mở cửa vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 3 và kéo dài đến 13 giờ cùng ngày. Bên cạnh đó, một số thành phố lân cận Moscow cũng tổ chức kêu gọi người dân hiến máu cho các nạn nhân vào sáng ngày 23 tháng 3. Hiện số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên đến hơn 60 người. Vụ tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại Krokus được cho là thảm kịch lớn nhất tại Nga trong hơn 10 năm qua. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công. Nga cũng đã siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực thủ đô Moscow. Mọi sự kiện đông người trên khắp nước Nga đều bị hủy. Ngày 22 tháng 3, quân đội Israel cho biết đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào dải Gaza, cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn vào dải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này. Phát biểu với báo giới, đại tá Moshe Tetro, người đứng đầu cơ quan điều phối của Israel và cơ quan liên lạc Gaza, cho biết quân đội nước này đã mở cổng 96, một lối tiếp cận mới để cung cấp viện trợ cho khu vực phía bắc dải Gaza. Ông cho hay một đoàn 7 xe tải đã đi qua cửa ngõ này vào Gaza trong ngày 21 tháng 3, đánh dấu lần thứ 3 tuyến đường này được sử dụng kể từ khi mở cửa. Cũng theo quan chức trên, Israel đang nỗ lực hết sức để mở rộng năng lực viện trợ nhân đạo vào Gaza và hiện có đủ lương thực chi viện cho Gaza mỗi ngày. Hiện các nước đang nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả đường biển và đường hàng không. Tuy nhiên, nhiều cơ quan viện trợ cho rằng vận chuyển bằng đường bộ vẫn hiệu quả hơn cả. Trong bối cảnh cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng, chính phủ Hàn Quốc sẽ bổ sung nhân lực y tế bằng cách thuê các bác sĩ cấp cao đã nghỉ hưu và triển khai các bác sĩ quân y. Đây là phát biểu của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đưa ra hôm 22 tháng 3. Hàn Quốc hiện có tổng cộng 4.166 bác sĩ trong độ tuổi từ 50 đến 79 không làm việc tính đến tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, khoảng 1.269 giáo sư y khoa đã nghỉ hưu trong vòng 5 năm qua. Theo Thủ tướng Han Duck-soo, một trung tâm hỗ trợ quản lý đội ngũ bác sĩ cấp cao do chính phủ điều hành sẽ được thành lập tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở trung tâm Seoul. Chính phủ sẽ kết nối trung tâm này với các bệnh viện và bắt đầu hoạt động vào tháng tới. Cũng trong cuộc họp ngày 22 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cũng kêu gọi các bác sĩ trở lại làm việc càng sớm càng tốt để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của người lương y. Đến nay, 11.935 bác sĩ tập sự Hàn Quốc đã tổ chức đình công, chiếm 92,7 số bác sĩ tập sự tại 100 bệnh viện lớn trên toàn quốc. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ CPSC ngày 22 tháng 3 đã yêu cầu thu hồi hơn 440.000 chiếc cốc nhãn hiệu Starbucks do hãng Nestle sản xuất sau khi một số người dùng phản hồi rằng họ đã bị bỏng hoặc rách da khi sử dụng sản phẩm này. Cốc cần thu hồi là những sản phẩm được bán trên toàn quốc theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các siêu thị như Target và Walmart trong thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 với giá khoảng 10 đô la Mỹ tùy thuộc vào bộ quà tặng. Đã có 12 người dùng báo cáo với CPSC vì sự cố khi sử dụng cốc Starbucks với các mức độ ảnh hưởng khác nhau như là bỏng nặng, phồng rộp ở ngón tay hoặc bàn tay hay là đứt tay. Qua quá trình điều tra, CPSC xác nhận cốc Starbucks đưa ra thị trường trong thời gian trên có thể bị vỡ, gây bỏng và làm rách da của người sử dụng trong quá trình sử dụng lò vi sóng hoặc chứa đầy chất lỏng có nhiệt độ cao. Đến đây, bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.